Alphonso Davies vừa trải qua một giải khó tin với Bayern Munich. Từ một cầu thủ chưa chắc suất dự bị, sao mai người Canada đã trở thành trụ cột, góp công lớn vào cú ăn ba của Hùm Xám và được công nhận là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới lúc này. Đầu mùa, Davies được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá vỏn vẹn 10 triệu euro. Với đà thăng tiến chóng mặt, tài năng 19 tuổi dần lọt top 10 rồi top 3 hậu vệ trái đắt nhất hành tinh. Giờ đây, giá trị tuyển thủ Canada lại tiếp tục tăng vọt. Theo công bố mới nhất từ Transfermarkt, Davies hiện được định giá 80 triệu euro, tăng 20 triệu euro so với cách đây 2 tháng. Điều này giúp máy chạy của Bayern vươn lên trở thành hậu vệ trái đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, vượt xa người đàn anh Andy Robertson của Liverpool 64 triệu euro. Ở vị trí thứ 3 là hậu vệ trái mới nổi thuộc biên chế Atletico Madrid, Renan Lodi với 50 triệu euro, xếp sau là Theo Hernandez của AC Milan, còn cái tên cuối cùng trong top 5 là Ben Chilwell. Tân binh của Chelsea hiện được định giá 40 triệu euro trong số các cầu thủ Bayern. Serge Gnabry hiện là cái tên được định giá cao nhất với 90 triệu euro, tăng 18 triệu euro so với cách đây 2 tháng. Cần biết, vào hè 2017, Hùm Xám chỉ phải bỏ ra vỏn vẹn 8 triệu euro để có được ngôi sao chạy cánh người Đức. Sergio Reguilon là trường hợp khá đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Hậu vệ 23 tuổi người Tây Ban Nha vừa tỏa sáng rực rỡ ở Sevilla theo dạng cho mượn, nhưng không có cửa trở lại Real Madrid và buộc phải ra đi. Trong lúc khó khăn tài chính, Real Madrid đã giao bán Sergio Reguilon đến các câu lạc bộ khác. MU là một trong những đội quan tâm đến Reguilon. Sau khi nhận được đề nghị từ Los Blancos, MU đã đạt được thỏa thuận cá nhân với hậu vệ cánh trái này. Tuy nhiên, Man United lại không chấp nhận các yêu cầu chi tiết mà Real Madrid đưa ra. Khác với Man United, Tottenham đã đồng ý mọi yêu cầu Real Madrid đưa ra và nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với gã khổng lồ của La Liga. Sau khi thống nhất thỏa thuận với Los Blancos, Tottenham mới chuyển sang đàm phán với Reguilon và họ cũng không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục hậu vệ này. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Reguilon chỉ muốn đến Man United, nơi anh có cơ hội thi đấu tại Champions League. Tuy nhiên, hậu vệ người Tây Ban Nha dễ dàng đổi ý bởi lẽ anh vẫn nuôi mộng trở lại Real Madrid trong tương lai. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Tottenham đã đạt thỏa thuận với cả Real Madrid và Reguilon. Thương vụ này sẽ sớm được hoàn tất trong ít ngày tới. Tottenham sẽ ký hợp đồng 5 năm với Reguilon, nhưng họ có thể mất anh ngay trong mùa hè tới nếu Real Madrid muốn. Sau trận thua bạc nhược trước Everton trong ngày ra quân ở Premier League 2020-2021, Tottenham đã quyết định mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Họ vượt mặt Man United trong vụ Reguilon và chuẩn bị hoàn tất việc đưa Gareth Bale trở lại theo dạng cho mượn một mùa giải. Theo các nguồn tin uy tín, Tottenham rất tự tin có được Gareth Bale trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Trong hợp đồng có thời hạn đến năm 2022 với Real Madrid, Gareth Bale có thể nhận đến 600.000 bảng một tuần. Mức lương quá lớn này là lý do chính khiến Los Blancos gặp khó khăn trong việc thanh lý Bale, bởi lẽ ngôi sao 31 tuổi, người xứ Wales không chấp nhận giảm lương để ra đi. Tận dụng sự hoảng loạn của Tottenham, Real Madrid buộc họ phải trả 100% lương thưởng cho Bale nếu muốn sở hữu tiền đạo cánh lừng danh này, theo Marca. Tottenham đang cố gắng thuyết phục Real Madrid trả 50% lương của Bale, nhưng họ gần như sẽ thất bại vì rơi vào thế cửa dưới trong cuộc đàm phán với nhà đương kim vô địch La Liga. Cũng theo Marca, Bale đã từ bỏ ý định ngồi mát ăn bát vàng tại Real Madrid. Thay vào đó, tiền đạo 31 tuổi này muốn được ra sân thi đấu nhiều hơn trong mùa giải 2020-2021, qua đó lấy lại phong độ tốt nhất trước Euro 2020 tổ chức vào mùa hè năm tới. Ở phiên chợ hè này, Chelsea là đội bạo chí nhất châu Âu, hơn 200 triệu euro đã được The Blues ném lên thị trường chuyển nhượng để đem về 6 cái tên. Theo nhiều nguồn tin uy tín tại Anh và Pháp, Chelsea chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ Edouard Mendy từ Rennes. Đây là thủ môn được The Blues chọn mặt gửi vàng để thay thế Kepa, người được cho là không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Frank Lampard. Để có được Mendy, đội bóng London phải bỏ ra khoảng 18,2 triệu bảng chưa kể phụ phí. Tuy nhiên, thương vụ này đang gặp đôi chút trục trặc vào phút chót. Theo thông tin được tờ Telefoot của Pháp đăng tải, phía Rennes đã bất ngờ đưa ra thêm yêu cầu đối với Chelsea. Cụ thể, đội chủ sân Roseon Park muốn The Blues để Fikayo Tomori di chuyển theo chiều ngược lại thay vì chỉ nhận tiền mặt. Do chưa thể hoàn tất việc chuyển đến Chelsea, Mendy hiện đã quay lại tập luyện bình thường cùng Rennes để có thể duy trì thể lực. Thủ thành người Senegal đã được cho nghỉ buổi tập hôm thứ 6 tuần trước, đồng thời cũng không ra sân ở trận gặp Nimes vào chủ nhật tại Ligue 1. Huấn
huấn luyện viên Chung Hae-sung đã rút ra bài học sau hai trận thua liên tiếp trước câu lạc bộ Hà Nội. Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng có những toan tính riêng khi không có sự phục vụ của nhiều ngôi sao. Nhà đương kim vô địch quốc gia chủ động chơi với đội hình thấp, rình rập cơ hội phản công. Điều này khiến hiệp một trở thành màn đấu trí đầy căng thẳng giữa hai huấn luyện viên hàng đầu V-League. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội trong nửa hiệp đấu đầu tiên, 63% so với 37%. Sự lấn lướt của đội khách còn được thể hiện qua số dứt điểm 5 so với 0. Trước sức ép liên tục từ đối thủ, hàng phòng ngự chắp vá của câu lạc bộ Hà Nội vẫn trụ vững. Ở tuyến trên, nhà đương kim vô địch V-League vẫn sở hữu những ngôi sao tấn công đẳng cấp, đủ khả năng xuyên thủng hàng thủ nhiều lớp của đối thủ, và trong một ngày Quang Hải chơi thăng hoa, câu lạc bộ Hà Nội ghi đến 5 bàn vào lưới của đối thủ. Chiến thắng áp đảo dành cho câu lạc bộ Hà Nội, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ở trận chung kết hôm 20 tháng 9 sẽ là câu lạc bộ Viettel. Sau khi hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Real Madrid, thủ thành Luka Zidane vẫn chưa tìm được đội bóng mới. Luka từng nằm trong tầm ngắm của Montpellier, tuy nhiên, đội bóng nước Pháp vẫn chưa có động thái nghiêm túc trong việc chiêu mộ thủ thành 22 tuổi. Điều này khiến Luka lâm cảnh thất nghiệp. Ở mùa 2019-2020, Luka được Real Madrid cho Racing Santander, đội bóng chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha mượn. Thủ thành này bắt chính 33 trận và để thủng lưới 42 bàn. Sau khi mùa giải kết thúc, Racing Santander xuống hạng. Từ mùa 2017-2018, Luka được đôn lên đội 1 của Los Blancos, nhưng không thể cạnh tranh vị trí chính thức. Suốt 3 năm qua, anh chỉ bắt chính vỏn vẹn 2 trận ở La Liga. Năm 2019, huấn luyện viên Zidane từng bị tố lạm quyền vì để con trai bắt chính trong trận thắng SD Huesca 3-2 trên sân nhà Bernabeu tại vòng 29 La Liga. Quyết định đó của Zizou vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ và truyền thông Tây Ban Nha. Theo AS, Los Blancos quyết định không gia hạn hợp đồng với Luka trong hè 2020. Như vậy, thủ môn 22 tuổi trở thành cầu thủ tự do từ ngày 30 tháng 6, kết thúc mối lương duyên kéo dài 16 năm với đội bóng thủ đô.